Kênh Chợ Đầu Mối Bom xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá cam tại vựa, cam ở tại chợ Đầu Mối Bom nha quý vị. Cam này mới lên nha quý vị. Chỗ anh Hoàng bán, anh mới lên nhiều lắm nha quý vị. Thì tình hình là giá cam thấy nó vẫn chưa lên nha quý vị. Có 10.000 đồng ký thì nó cũng giống như hôm nay, 10.000 một ký, 12.000 đồng ký thôi nha quý vị. Thì tuần nay thì nó đã có giá đó rồi nha quý vị, 10 ngày nay rồi, 10 ngày chứ đừng nói tuần hơn tuần nha quý vị. Đây nè quý vị, ông chủ đây quý vị. Là cam này vô bịch bịch rồi. Cái bịch này cầu 20kg hả anh Quang hả? À, anh đóng bịch này là bịch 20kg quý vị. Cái này là đang đóng bịch giao đó quý vị. Bán đi đó quý vị. Giao đi Tây Ninh. Thì quý vị có mua cam thì cứ gọi trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình video đó nha quý vị. Gặp anh Quang. Rồi Tây Ninh vậy là mình gửi đi, mình có bao ship tao. Xe người ta tự lấy nha quý vị. Qua cái chia sẻ đó thì ở đây gần ảnh cũng có ship đi nha quý vị, mà gần á thì có ship như thế nào á thì quý vị cứ gọi cho anh Quang nha quý vị. Đó, cam của ảnh là cái loại này nè. Đây 10.000 đồng một ký nha quý vị. Cái này là ông Quang học để nha, chứ không phải là mình quảng cáo. Đó. Đẹp như mơ vậy nha quý vị. Đó, quay luôn cái giá nha quý vị. Em đã có cần rồi. Đó, ông bà khán giả. Không, giờ lên tiếng coi. Rồi, đó, đang bán cam nha quý vị. Quá trời cam luôn. Mới là mà còn 4-5 tấn nha nhưng quý vị. Đó. 10.000 mã vô. Cam sành Vĩnh Long. 10.000 một ký. Ở sau lưng nó có 8.000 thôi. Chưa lên nha quý vị. Ai đồn nói cam lên là chưa có lên nha. 10.000 đồng một ký ngoại vô, cái này vỏ kế bên nha quý vị. Ở đâu kia quá trời. Tại giờ mình phải bây giờ này, hiện tại bây giờ là 12 giờ rưỡi nha quý vị. Thành ra ảnh sợ nó nắng thì ảnh đậy lại nha quý vị. Có khán giả ở cái kênh ở gần nhà mình coi cái kênh mình, nói anh Quang có bán cam chưa, kêu mình ra mua. Người ta bán cam ở đây mà không ra mua, bắt mình chạy ra mua mới ghê. Đây là mặt tiền đường quý vị sống nha quý vị. Đó và đó là chợ đó nha quý vị. Chợ Đầu Mối Hóc Môn á, vừa qua khỏi chợ Đầu Mối Hóc Môn, mé bên tay trái nha quý vị. Đây hướng mình quay qua bên mé bên tay trái quý vị. Và trên màn hình video của các bạn đang xem á là có số của anh Quang á. Mình mua bán cái gì cứ trực tiếp với ảnh nha quý vị. Còn cái giá của mình rồi quay hôm nay cũng mang tính tham khảo nha quý vị. Hoặc là cái video của mình á, mình cứ đăng lên mình bỏ đó là bà con mình á, 1-2 ngày sau mới coi thì giá nó có thay đổi á. Thì quý vị cứ gọi trực tiếp với anh Quang để biết cái giá mà đúng cái thời điểm mình muốn mua ấy quý vị. Thì vòng vòng đây mình thấy 12.000, 13.000, 14.000 cũng có hết nha quý vị. Còn ở đây anh Quang bán có 10.000 à. Cái loại này là đang là mình đang quay là cái loại này là 4 trái 1 ký nha quý vị. 4 trái 1 ký. Chứ không phải mà nói anh bán 10.000 mà loại 10 trái nha quý vị. Cái này là 4 trái à. 4 trái 1 ký. Nó đều nha quý vị. Nó ngay cũng không được đều lắm.
nó có lớn có nhỏ nha quý vị. Hàng xô. Hàng xô nha quý vị. Đó thì nó hàng xô mà vậy nè. Nhưng mà mình thấy thì cả chừng 4 cái. Đó, 10.000 đồng một ký nha. Chứ không có 12, 13, 14.000 gì ra nha quý vị. Anh bán có loại à? Vườn. Nhà vườn. Khi nhà vườn bán cam. Đó. Đó mình quay chi tiết rồi cho khán giả xem. Đó. Dạ thấy hết chứ. Mình quay để cho người ta không có lợi tới dựa mà người ta ở nhà người ta phải cảm nhận được là cái vỏ cam nó như thế nào rồi cái size của nó như thế nào luôn. Đúng là cam sạch Vĩnh Long mà. Vỏ mỏng. Nè quý vị. Đó, nhà vườn lên là sọt đầy nha quý vị. Cứ đầy 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 nè. Quá trời sọt luôn nha quý vị. Đó, còn rất là nhiều luôn. Giải cứu cam sành Vĩnh Long. Đó. 10.000 một ký. Cái video này á là 5 giờ sáng ngày mai là nó sẽ có trên mạng nha quý vị. Là cái lọt cam này là anh bán là 10.000 nè. 10.000 một ký cái là. 10.000 ký cái loại này nè quý vị. 5 giờ sáng mai. Thì quý vị có cái video này trên mạng thì các bạn mới xem cái video này thì có mua thì gọi liên hệ với anh Hoa nha quý vị. Hôm nay là hôm nay là mấy tay ông Hoa? Chín tay. Chín tay bây giờ là 12 giờ 12 rưỡi trưa chín tay nha quý vị. Vậy là sáng ngày mai là 10 tay cái video này mới có trên mạng. Nhưng mà cam á vẫn là giá 10.000 nha quý vị. Đó. Nè, từ dưới đất lên luôn. Cam không á. Vẫn chưa lên nha quý vị. Này, anh lựa giờ anh đi rồi mới là vô đây mới quay ra chỗ ở trong này ra mới được đây. Lớn có nhỏ có nhưng loại này nào có gì này ba trái à, ba trái 1 ký mỏng vỏ nha quý vị. Nè ba trái ký cái đó đó bốn trái loại này bốn trái 1 ký bốn trái 1 ký 5 trái 1 ký đi mình thấy nó đều đều vậy nha quý vị. Còn cái cam sò mà siêu to khổng lồ là ở đây không có có đây không có tội loại siêu to khổng lồ. Cờ am cam còn á chi đó cam sành Vĩnh Long 10.000 một ký. Rồi. Đó đẹp vậy nha quý vị, hết sức chi tiết rồi nha quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả.
Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.